Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, đại thắng mùa xuân năm 1975 đã mở ra kỷ nguyên độc lập thống nhất dân tộc Việt Nam sau 30 năm. Trong chiến thắng lịch sử đó, nhiều nhà làm phim và phóng viên chiến trường đã theo chân các chiến sĩ giải phóng để ghi lại hình ảnh những trận đánh quan trọng, khí thế của quân và dân ở những vùng giải phóng và cả không khí chiến thắng tại Sài Gòn ngay trong và sau thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những nhà làm phim, tác giả của những hình ảnh quý giá ấy đã theo bước chân thần tốc của đoàn quân anh hùng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử cho thế hệ sau. Chương trình giao lưu theo bước chân thần tốc nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện như một lời tri ân với những con người chép sử bằng hình ảnh đó. Nơi thành đô trong ánh đèn quang trên đất nghe câu cười, cũ nhà tranh năm cánh ngoài ô xiên xiên như ngày. Quê nhà ta đau đớn làm tan sao bóp nghẹt tim người. Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây. Ý tưởng xây dựng chương trình giao lưu theo bước chân thần tốc chúng tôi quyết định từ lâu rồi. Khi đặt vấn đề thực hiện cái chương trình, cảm xúc của họ rất là bùi ngùi, xúc động, bởi vì họ được ghi nhận những đóng góp của họ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và trong cuộc gặp gỡ này, những nhà phim họ nói rằng đây là một chương trình mang tính nhân văn rất cao, bởi lẽ nhờ nó mà có đồng đội của họ sau 39 năm xa cách hôm nay mình được gặp nhau. Theo bước chân thần tốc là câu chuyện về những nhà làm phim thần tốc theo đoàn binh tiến về Sài Gòn năm 1975, ghi lại những thước phim lịch sử. Khi nhìn những cái đoàn quân đi, người nào cũng đeo trên cánh tay hoặc dán trên cánh là cái lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thần tốc hơn nữa, thì chúng tôi hiểu rằng đây là một cái trận đánh cuối cùng. Được gặp lại nhau và giao lưu trên trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, các nhà làm phim, những nhân chứng lịch sử đã nói lên những cảm xúc thật sự của mình. Chúng tôi được gặp lại đồng nghiệp và bạn bè, anh em ở đây mà không ngờ lại được gặp như thế này. Và cũng không sao mà quên được những cái ngày tháng ở trên trường. Cái cảnh là đã có cái cờ, chúng tôi vào quay lia vào là đã có cái cờ cắm đấy rồi. Vâng, tức là cờ chiến thắng của quân giải phóng đã được. Nhưng mà cũng là những cái phút đầu tiên của giải phóng. Thì tôi đã chứng kiến máy bay rơi trước mặt tôi mà phim tôi hết. Vâng. Một cái đó đến bây giờ suốt đời. Suốt đời đối với một người phóng viên. Vâng. Không bao giờ thể quên được. Mỗi một lần mà nhìn thấy trên vô tuyến ấy, thì thấy cái hình ảnh xe tăng húc đổ cổng dinh độc lập ấy, thì chúng tôi là những người trên chiếc xe tăng 390 đấy, cứ nhìn thấy là cảm thấy mình xúc động và rất là vinh dự. Nhưng mà có một cái niềm tự hào lớn hơn là tôi thấy mình được tác nghiệp giữa thành phố Sài Gòn giải phóng với tư cách là một phóng viên truyền hình Việt Nam. Và chương trình này rất là thành công khi chúng ta kết nối được với các nhà báo trên trường. Và tôi rất là xúc động khi tham gia chương trình này ngay từ cái khi có lời mời đầu tiên. Và cho đến bây giờ tôi vẫn còn xúc động và tôi đánh giá đây là một chương trình rất là có ý nghĩa và cái tính nhân văn rất là cao. Có một bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên. Chúng tôi có một cái ý tưởng tôn vinh những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình, đã có những cống hiến của mình ghi lại những thước phim lịch sử, nhưng đồng thời là cái thế hệ chúng tôi, những thế hệ sau này cũng phải tiếp bước những cái bước đi đó, trên cái tinh thần đó phải thần tốc hơn nữa. Và chúng tôi đang thấy rằng truyền hình Việt Nam cũng đang có những bước đi thực sự đổi mới theo cái tinh thần đó. Chương trình giao lưu theo bước chân thần tốc phát sóng 14 giờ 15 phút thứ tư ngày 30 tháng 4 trên VTV1. Mời quý vị chú ý đón xem.